cái thẻ kia đâu, nó bị hướng cái đỏ nó đang lên đúng không? Quang Trung chạy rồi. Thẳng lên Quang Trung. Rồi rồi. Cái xe thứ hai là cái xe 60, là cái xe nhỏ này, biển số 60 sau cùng này, là sẽ đi vào cái khu vực xung quanh bệnh viện Gò Vấp và cũng hướng trên đường Quang Trung. Với ở cái xe kia. Cái xe thứ ba là nghe không? Cái xe thứ ba là cái xe cái xe thấp mà có cái màu vàng đấy. Bây giờ đứng đây nhìn đây có cái mặt sơn màu vàng kia. Rồi rồi. Đấy cái biển số 91 đấy, xe màu vàng kia. Rồi. Đó thì xe đấy nó sẽ đi vào cái hẻm của cái đường. Cái đường số 8 đấy, rồi. Của phường 11 để đi xuyên qua cái đường Nguyễn Văn Khối để vòng lên ngã tư đường Lê Đức Thọ, Lê Văn Thọ và rồi. Đường Phạm Văn Chiêu. Rồi, phường 9. Còn cái xe số 14, cái xe đi trước kia là sẽ tiêu tẩy từ ngã tư Thống Nhất rồi. Chạy thẳng lên đến cầu Bến Phân. Rồi, rồi. Được chưa? Phường 8 đấy, tức là cái xe số 14 và cái xe nha. Đấy cái xe tiếp theo của cái xe bàng đấy. Đó. Còn cái xe lớn sau cùng này, sau cùng trước cái xe nhỏ này là cái xe đó sẽ đi thẳng theo cái đường theo đường Thống Nhất đấy, nhưng mà vòng lên từ tiêu tẩy cho cái đoạn đường Phạm Văn Chiêu trên hướng giáp danh giữa Phạm Văn Chiêu với lại cái đường Lê Văn Thọ, vòng xuống đến ngã tư của Quang Trung. Đó, anh hình dung ra các cái xe đấy chưa nhỉ? Đó, thế anh bám vào luôn để hướng dẫn cho các xe đi theo như thế. Bây giờ chủ phường 9 nè. Ngã 6 Gò Vấp anh sẽ đi theo cái trục đường Quang Trung đến ngã tư. Mỗi mai một bộ ngoài cửa.
nhất đúng không? Vâng ạ. Đi được rồi, tiêu tẩy thống nhất đúng không? Anh dẫn đường của xe này đâu nhỉ? Đi tiêu tẩy đường thống nhất cầu Bến Phân. Dạ, đúng rồi, chỗ này đi vào xe vào cái đường số 8 á. Đúng rồi, đúng rồi. Xong vòng lên Nguyễn Văn Khối. Đúng rồi. Vòng cái lên cái hẻm để đi ra cái chỗ... Y-ban. Rồi, ngã Y-ban rồi ra ngã tư chưa? Lê Văn Thọ với lại Phạm Văn Chiêu. Dạ, đúng không? Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Thực hiện luôn. Nha, đến đấy là đeo mặt nạ và thực hiện luôn. Xe hết kiểm tra lên xe hết, trong lệnh. Thả tốc cái quay mũi.